mà các cụ nói là gì ạ? Nó là tiền nào của đấy sẽ luôn luôn đúng, sẽ luôn luôn đúng, đúng không ạ? Sẽ luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp và trong mọi bối cảnh khác nhau. Ghế massage toàn thân 30 triệu và 70 triệu khác nhau như thế nào? Xin chào các bạn, tôi là Chu Công Huy và trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về chiếc ghế massage toàn thân giá 30 triệu và một chiếc ghế massage toàn thân giá 70 triệu nó khác nhau như thế nào. Thì hôm nay tôi đang có mặt ở tại một showroom của tôi ở tại thị xã Sơn Tây ở Hà Nội và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về sự khác biệt giữa một chiếc ghế trị giá 30 triệu và một chiếc ghế trị giá là một chiếc ghế 34 triệu, một chiếc ghế trị giá 66 triệu, đúng không ạ? Cái đầu tiên thì bạn thấy rằng là cái số tiền chúng ta đầu tư nó khác nhau là một gấp đôi, đúng không ạ? Một chiếc chỉ có hơn 30 triệu thôi, một chiếc đến hơn 60 triệu, gần 70 triệu. Đấy là cái đầu tiên là cái nó khác nhau về cái số tiền các bạn sẽ phải đầu tư. Thứ hai nữa là khác nhau cái gì ạ? Thứ hai nữa là nó sẽ khác nhau ở cái chất liệu, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng camera sau nhá. Tôi sẽ sử dụng camera sau và tôi chia sẻ cho các bạn. Đúng không ạ? Sẽ sử dụng camera sau để chia sẻ cho các bạn này. Thì đây là một chiếc ghế có giá là 66 triệu 818 nghìn. Cái đầu tiên là các bạn sẽ thấy rằng là vào đây một chiếc ghế trị giá 34 triệu 500 ạ. 34 triệu 500 này các bạn sẽ thấy là về cơ bản thì cái hình dáng của nó là giống nhau. Massage cho mình từ lòng bàn chân cho tới tận phần đỉnh đầu được hết ạ. Đúng không ạ? Từ lòng bàn chân cho tới tận phần đỉnh đầu. Đó, về cơ bản là giống nhau. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng đầu tiên đó là cái chất liệu da. Đúng không ạ? Mẫu này da rất là cao cấp, da rất là mềm mịn, đúng không ạ? Thứ hai nữa đó là cái bi massage của nó. Đây tôi sẽ lật lại cho bạn xem nha. Đúng không ạ? Rất là dẻo dai và chắc chắn nhá. Rất là dẻo dai chắc chắn. Mẫu bên này. Đây tôi sẽ cho bạn xem. Đúng không ạ? Nó cũng dẻo dai chắc chắn nhưng mà cái độ đàn hồi nó không có cao bằng. Cái độ đàn hồi nó không cao bằng da này, bạn thấy này. Đúng không ạ? Nó không có được mềm mịn bằng. Đấy là về cảm quan các bạn sẽ thấy. Nhưng thứ hai nữa là về cân nặng. Đúng không ạ? Ví dụ chiếc ghế này hiện nay cân nặng của nó là 120 kg. 120 kg chiếc ghế chỉ giá 66 triệu đây ạ. Nhưng chiếc ghế trị giá 34 triệu rưỡi này nó chỉ có 60 mấy kg tới 70 kg thôi ạ. Đúng không ạ? 70 kg thôi. Cho nên nếu nói theo cái ngôn ngữ của các cụ ngày xưa đó là gì ạ? Cân nên ăn tiền, đúng không ạ? Cân nên ăn tiền thì cái ghế 66 triệu là rõ ràng là nó đã nặng hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Nhưng cái quan trọng hơn tôi muốn chia sẻ với các bạn, nó giống như cái việc của các bạn cũng dùng một chiếc điện thoại. Nhưng một chiếc điện thoại iPhone. Đúng không ạ? Cũng dùng một chiếc điện thoại iPhone đi. Nhưng một chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max hiện nay giá nó khác hoàn toàn so với một chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max. Đúng không ạ? Chứ không nói đến iPhone 11, iPhone X. Đó. Thì những cái chiếc ghế massage mà cái chi phí đầu tư của bạn nó lên đến 60-70 triệu. Thì đồng nghĩa việc là cái chip xử lý của nó, cái cấu thành lên nó được cấu thành bằng những cái vật liệu nó cao cấp hơn rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng cái thứ hai nữa, nó liên quan cả đến cái dịch vụ sau bán hàng. Ví dụ như chiếc ghế trị giá 34 triệu 500 này thì chúng tôi chỉ có thể bảo hành cho các bạn là 2 năm thôi. Nhưng chiếc ghế này chúng tôi bảo hành cho bạn là 6 năm là tối đa. Thì đấy là nó là một trong những cái minh chứng về cái việc là người thật, việc thật. Và cái giá đấy là giá bạn mua nhá. Chứ không phải là giá theo kiểu là cái ghế trăm mấy chục triệu, mấy trăm triệu xong rồi giảm giá xuống đâu. Không, chúng tôi không làm như vậy. Chúng tôi sẽ luôn luôn là minh bạch với các bạn, chúng tôi sẽ luôn luôn là cung cấp cho bạn những cái giá tốt nhất, rõ ràng nhất để các bạn có thể là yên tâm lựa chọn, Còn như chiếc ghế này của nó là trị giá là 98 triệu là giá trước, còn mới tăng giá từ đầu tháng 5 vừa rồi là lên 108 triệu 700. Đó, thì về cơ bản là một chiếc ghế massage trị giá 30 triệu và một chiếc ghế massage trị giá 70 triệu. Về hình dáng bên ngoài thì có thể giống nhau, nhưng về cái hiệu quả sử dụng, về cái công năng sử dụng, về cái dịch vụ sau bán hàng và về cái vật liệu cấu tạo của nó là nó khác nhau hoàn toàn các bạn nhá. Cho nên cái câu mà các cụ nói là gì ạ? Đó là tiền nào của đấy sẽ luôn luôn đúng, sẽ luôn luôn đúng, đúng không ạ? Sẽ luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp và trong mọi bối cảnh khác nhau. Bởi vì các bạn mua ghế 30 triệu thì chúng tôi vẫn có lãi, và mua ghế 70 triệu vẫn có lãi, và cái biên độ lợi nhuận nó sẽ được tính theo phần trăm chứ nó không phải tính theo đầu triệu. Không phải là cái 30 triệu lãi 5 triệu mà cái 70 triệu cũng lãi 5 triệu, không phải. Mà ví dụ như là cái biên độ lợi nhuận nó sẽ ở khoảng 10% hoặc là 11% chẳng hạn. Thì ghế 30 triệu sẽ lãi 3 triệu, nhưng ghế 70 triệu lãi 7 triệu.
rõ ràng, bởi vì cái chi phí đầu tư, cái suất đầu tư nó lớn hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và cái việc các bạn thấy rằng à, bán một cái ghế 70 triệu lãi được 7 triệu, bạn nghĩ 7 triệu là to đúng không ạ? Nhưng bạn thử tính xem hiện nay nếu kinh doanh mà chỉ có biên độ lợi nhuận 10% thôi, thì tôi nghĩ rằng chỉ có ghế massage thôi. Và tất cả những ngành khác từ đi bán rau ngoài chợ và muốn rau muống nhập vào 2.000 bán 4.000, đúng không ạ? Một cân giò chẳng hạn, đúng không ạ? Nhập vào 100 thì bán 150, 50% rồi. Nhưng bởi vì cái số tiền ở trên mỗi một đơn vị sản phẩm nó nhỏ cho nên mọi người không để ý thôi. Còn thực ra ấy, là ví dụ như là mọi người tính như này, ví dụ như là bán một cái căn biệt thự đi chẳng hạn, các bạn được 2%, bạn nghĩ rằng à, một căn biệt thự trị giá là 30 tỷ, các bạn đã được 600 triệu, được 600 triệu thì nó hồng gọi là 2% đấy ạ. Bạn nghĩ ôi dồi ôi, 600 triệu hồng to thế, nhưng thực ra chỉ có 2% thôi các bạn ạ, chỉ có 2% thôi. Trong khi bán một căn chung cư, ví dụ bán một căn chung cư khoảng 3 tỷ thôi, họ đã được 20 triệu rồi chẳng hạn. 3 tỷ mà họ được 50 triệu là họ cũng đã được, tức là cái số phần trăm của nó sẽ không đổi, nhưng cái số tiền nó nhỏ hơn, cái số tiền nó nhỏ hơn. Với cái ghế massage nó cũng như vậy, các bạn mua một cái ghế thì giá 20 triệu chúng tôi vẫn có lãi, nhưng nó có thể là lãi khoảng 2-3 triệu. Nếu bạn mua ghế 100 triệu chắc chắn chúng tôi phải có lãi, số tiền nó tương xứng với cái chi phí bỏ ra và với cái số khách hàng mà chúng tôi có thể bán được nó thấp hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thì cái video này tôi muốn làm để chia sẻ với các bạn đó là gì ạ? Cái ghế massage, cái tiền nào nó sẽ luôn luôn đi với cái chất lượng như vậy, giá thành như vậy, dịch vụ hậu mãi nó tương xứng như vậy các bạn nhé. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hãy để ở bên dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ trả lời cho bạn, sẽ chia sẻ với bạn để giúp bạn có nhiều hơn những kiến thức, nhiều hơn những kinh nghiệm, nhiều hơn những cái trải nghiệm để bạn không bị mua nhầm, không bị mua nhầm phải những chiếc ghế massage chất lượng thấp mà giá thành cao, đúng không ạ? Còn mọi thứ không có gì là rẻ, không có gì là đắt hết, nó đều là phù hợp nếu như các bạn có một kỹ năng, có một kinh nghiệm để có thể là mua được sản phẩm với đúng cái giá trị thật của nó. Còn nếu như bạn không đủ kinh nghiệm, không đủ kiến thức thì bạn mua đắt là điều bình thường thôi. Ok, xin chào bạn, tôi là Chu Quang Huy, nhớ follow và chia sẻ kênh YouTube này chúng tôi nha. Bye bye.